Kính thưa quý vị, đoàn văn nghệ của Hội Hậu Duệ Võ Lâm Sĩ Quan Thủ Đức vì dân trân trọng kính chào quý vị. Đoàn thanh thiếu niên vì dân xin trình bày nhạc phẩm Phúc Quân của Văn Giảng để chào mừng Trung tâm Điều học Tập thể Cứu Chiến sĩ Tây Nam Hoa Kỳ. Kính chúc trung tâm ngày một phát triển mạnh mẽ và thành công hơn nữa trong việc chống cộng, và đoàn hậu duệ khóa năm vì dân sẽ xin sát cánh cùng quý vị. Xin cảm ơn. Là câu lạc bộ tiên nghệ sĩ